Chào mừng các bạn đã đến với video của HT Art nhé. Ở video này thì mình sẽ dẫn các bạn vẽ mái tóc bằng than và cũng làm một cái bài 4/4, tức là cái bài hoàn thiện trong chuỗi video 4 video hướng dẫn các bạn vẽ một cái chân dung này nha. Tuần tự video không tua và quay chậm cho các bạn xem dễ hiểu nha. Nếu như các bạn nào mà chưa xem được 3 video trước thì các bạn có thể xem bấm vào trong kênh của mình để tìm xem kênh của mình sẽ có 3 video mình đăng trước đó rồi nha. Và còn bây giờ là video sau cùng của cái chuỗi video 4 video là video hoàn thiện nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ dùng một cục than. Nếu như các bạn không có than thì các bạn phải vẽ bút chì. Còn đây là mình có than, mình sẽ vẽ than luôn. Và đương nhiên là vẽ mái tóc bằng than nó sẽ đẹp hơn là mái tóc bằng bút chì nha các bạn nhé. Bởi vì là bút chì nó sẽ bị khô nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào mái tóc. Các bạn sẽ thấy này, đối với mái tóc màu thì những cái vùng nào mà nó tối đấy, đồng nghĩa việc khi chuyển qua đen trắng thì nó sẽ đen. Còn những vùng nào mà nó sáng màu hơn ấy, thì tức là nó sẽ trắng hơn, nó sáng hơn nha. Thì chúng ta sẽ dùng cái cục than và chúng ta đi vào những chỗ nó tối trước. Các bạn chú ý nha. Mình sẽ vẽ chậm, mình không có tua. Đó, các bạn đi vào cái chỗ tối. Đây là cái số Zalo của mình nha. Zalo của mình. Đó. Các bạn có thể bấm vào đấy. Và Zalo của mình nếu như các bạn có quan tâm, có muốn học online cùng mình nha. Học online cùng mình thì bấm vào Zalo. Zalo của mình cái số điện thoại đó nha. Rồi. Chúng ta sẽ vẽ từ những chỗ đen trước nha các bạn nhé. Đó, đen trước này. Cái viền này đi nhẹ thôi. Nhớ các bạn nhớ nhé, cẩn thận. Chúng ta khi mà chúng ta đi than xuống thì các bạn nhớ là các bạn đừng có dùng giấy nhé. Vì nếu như các bạn dùng giấy các bạn di đấy thì nó sẽ bị bạc cái than ra nha. Các bạn phải là dùng ngón tay. Các bạn dùng ngón tay mới nhanh lắm, thực ra nó không có lâu đâu nha. Chúng ta cứ đi trước rồi chúng ta nó bị không may nó lem vào trong mặt này này, tất cả mọi thứ thì mình sẽ tẩy sáng ra sau nha, không có sao hết. Đó, chúng ta sẽ tẩy sáng thêm ra sau nha, không có vấn đề gì đâu. Đó, đây là video 4/4, video hoàn thiện cho các bạn nhé. Đó, đây những cái chỗ tối này chúng ta sẽ đi và chúng ta di từ cái chỗ tối chúng ta di kéo ra chỗ sáng. Sau khi mà đi hoàn thiện thì bắt đầu mới đi gom nha, cái cục tẩy đó để chúng ta tẩy sáng. Đó. Bạn nào mà có quan tâm muốn học online thì cứ nhắn qua số này cho mình nha. Bạn nào muốn vẽ mẫu này nha, các bạn nhớ nha, các bạn muốn vẽ cái mẫu này á thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua nè nhé, xong rồi mình gửi mẫu cho, gửi mình sẽ nhắn. Khi mà các bạn nhắn tin thì các bạn nhớ là nói là muốn xin mẫu á nha, muốn xin mẫu vẽ nào á, thì các bạn này chụp màn hình cái video các bạn xem á thì mình sẽ gửi mẫu cho các bạn nha. Cứ bấm vào trong kênh của mình thì nó sẽ có nguyên một chuỗi video nha, rất nhiều video. Đó, bài 1, bài 2, bài 3 đó mình mới đăng liền nhau. Một chút mình lên sáng thì nó sẽ đẹp luôn nha. Đó. Rồi, đây là cơ bản là bắt đầu mình đã xong cái phần đi tóc nha. Thế còn cái vấn đề nằm nền nhé các bạn nhé. Ví dụ như các bạn muốn nằm nền ấy thì đây này, khi mà cái tay nó đen tị, nó đen thì các bạn có thể di xoáy ra ngoài. Đây này, đó, ví dụ các bạn nằm nền, đúng không? Đó, các bạn có thể nằm nền ra ngoài như thế này. Đấy, làm ra tùm lum giống như các cái tranh của mình hay vẽ cho khách nhé. Đó, có thể như vậy. Còn nếu các bạn nào không muốn nằm nền thì các bạn tẩy sạch cái nền đi nha. Đó, mỗi một cái nó có một cái đẹp riêng. Ví dụ như các bạn có nằm nền hay không nằm nền thì nó cũng có một cái chất đẹp riêng của nó nha. Mỗi người có một cảm nhận và mỗi bức tranh nó có một cái đẹp riêng. Đó, sau khi mà các bạn đi tóc xong như này rồi thì nếu như mà nó dính vào mặt một chút thì các bạn gấp giấy nhỏ này này, di sơ vào mặt nó nha. Đó, đi sơ vào khúc mặt này để cho nó bào bớt than và cho nó mịn màng, nó liền lại đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ dùng cái cục tẩy, các bạn lấy sáng này nha, cục tẩy các bạn lấy sáng này. Đây, cục tẩy ở ngoài miền Bắc á, thì gọi cục tẩy, còn ngoài miền trong miền Nam á, thì là nó gọi cục gom nha. Thì đây các bạn cắt vát đi nha. Rồi lấy sáng thì các bạn nhìn cái chỗ nào mà mái tóc nó sáng, nó trắng hơn ấy, thì đồng nghĩa việc là nó vàng hơn ấy, thì tự đồng nghĩa nó trắng hơn, thì các bạn lấy ra nha.
Đó, video mình quay thực tế, mình không tua nhanh cho nên các bạn rất là dễ hiểu nha. Bởi vì cái kênh của mình là kênh hướng dẫn, mình chỉ có làm video hướng dẫn các bạn vẽ thôi, chứ không phải mục đích mình làm để câu view câu like nha. Mục đích của mình không phải là mình làm YouTube để mình kiếm tiền đâu, mà mục đích của mình là để hướng dẫn các bạn vẽ thôi nha, vẽ thôi cho vui thôi nha, chứ không phải là mình làm YouTube mình kiếm tiền, mình không có thời gian để làm mấy cái video đó. Đó, à, mấy video đó là cần phải chuyên nghiệp, rồi edit các thứ, rồi là quay các kiểu này kia, mình không có thời gian nhiều, mình bận lắm. Bởi vì mình một ngày full tuần mà mình dạy ở lớp, mà mình dạy cả buổi sáng hết full tuần luôn, từ thứ hai đến chủ nhật. Đó, rồi dạy online, rồi buổi tối thì dạy các em thiếu nhi, dạy học sinh nhí đấy. Cho nên là mình không có nhiều thời gian để vẽ mấy nội dung sáng tạo hay là để đăng lên YouTube để kiếm view. Cái đó là mình không có thời gian nào, cho nên mình chỉ tranh thủ mấy cái thời gian để làm mấy cái video này hướng dẫn các bạn thôi nha. Đó, đấy, các bạn muốn học từ bài 1/4 thì các bạn bấm vào kênh của mình nha, nó sẽ có các video mình đăng trước đó rồi đấy. Rồi sau khi các bạn lấy được như sáng thì mình lại đây rồi nhé, thì các bạn dùng cái bút gôm này. Bây giờ cái này gọi là cái bút gôm, tức là nó là một cái bút này, đó, nó có cái ngòi này đấy, nó có ngòi nhé các bạn nhé. Thì các bạn cắt vát đi, đây các bạn cắt vát như vậy này, cắt vát cái đầu đi, đó nha. Nếu như bạn nào mà không có cái này thì các bạn sẽ sử dụng cái này, các bạn cắt vát thêm đi mà các bạn lấy sợi tóc con đấy nha. Nhưng mà có cái bút gôm thì tốt nha. Rồi bây giờ các bạn nhìn trên cái mái tóc nó có những cái sợi tóc lướt phướt ấy, các bạn lấy nhẹ nhàng ra. Ở trong video này thì các bạn sẽ không thấy đâu, bởi vì nó quay nó chỉ có mức độ thôi, nhưng ở bên ngoài thì nó sẽ rất là đẹp, là thấy nha. Đó không biết các bạn có thấy không, nếu không thấy các bạn zoom video này các bạn sẽ thấy nha. Đó, những cái cộng tóc con này, đó nó sẽ đi ra được những cái cộng tóc bay ra ngoài đó, sơ ra ngoài thì nó sẽ tạo nên được cái độ tự nhiên cho cái mái tóc nha các bạn nha. Nó sẽ tạo được cái độ tự nhiên cho mái tóc đấy. Có thể ở trên video thì nó sẽ thay đổi một chút so với ngoài đấy, bởi vì mình quay sẽ không được thực đâu, nhưng bên ngoài thì nó rất đẹp nha. Bởi vì mình đã vẽ tóc bằng than như này là hơn 10 năm rồi đó, hơn 10 năm nay rồi mình đã vẽ tóc bằng than rồi, và cái số lượng tranh mình vẽ ra cho khách ấy, mới là vẽ tranh vẽ mình dạy ở lớp nó tính là phải vài ngàn cơ, nó nhiều lắm nha, nó rất là nhiều. Cho nên là vẽ than này nó đơn giản lắm mà nó đẹp lắm, mình đúc kết lại là vẽ nó rất là dễ vẽ và nó đẹp nha. Tranh nó mượt mà hơn là vẽ chì nha. Vẽ chì các bạn chỉ vẽ là tóc mượt thôi, còn những cái tóc xoăn xoăn đấy là các bạn không vẽ được đâu. Mấy cái tóc xoăn vẽ chì nó khô lắm. Nó khô lắm. Cái chỗ nào mà nó bị không may nó bị nem than vào đấy thì các bạn vuốt nhẹ ra. Đó. Nhẹ ra vuốt ra. Đó, các bạn nhìn nhau ra. Rồi, như vậy thì nó đã tương đối được một cái mái tóc bên đây nha. Đó. Để không kéo dài thời gian của các bạn ấy, thì mình đi như vậy để các bạn cho nó dễ hiểu và cũng không có rườm rà nha. Không có rườm rà nhiều. Đó, rườm rà mất nhiều thời gian của các bạn ra. Rồi, bây giờ chúng ta đi bên đây. Này, thì các bạn chú ý này. Cái máy bên đây ấy, là nó đen thui ở cái vùng dưới này. Các bạn đi trước. Nhớ nha các bạn nha. Đi từ trên xuống dưới. Nhưng mà gặp cái chỗ đen thì mình đi luôn trước cũng được. Nha, nhớ cái tóc phải vẽ từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ đen ra trắng, các bạn phải lưu ý như vậy, nhớ nha. Đó, ở đây thì cái chỗ này nó đen thui luôn, các bạn thấy nó đen thui này nè, đó đen thui này, thì bắt đầu mình đi luôn nha. Nhớ nha, bạn nào muốn vẽ theo cái mẫu này cứ nhắn tin cho mình qua cái đây, qua đây nha, nhắn tin cho mình nói là cần cái mẫu vẽ thì mình sẽ gửi cho nha. Nhớ chụp màn hình cái bài mà muốn vẽ lại nha, thì mình mới biết là cần mẫu gì. Đó các bạn này, di theo chiều tóc, các bạn nhìn này, di theo chiều tóc, không có gì ngang nha, di theo chiều tóc đó các bạn nhớ nha. Anh em nhem vào đây thì sẽ lấy sáng sau, nhớ nhé.
đó, chỗ nào nó nhạt thì các bạn đi ít than thôi nha, đừng có đi nhiều quá. Đi nhiều quá thì cái lúc mà mình lấy tóc ra nó khó lấy nha các bạn nhớ nha. Đó, muốn làm nền như bên kế bên thì lấy ra, tức là bên ngoài nó cần phải tự nhiên. Một bức tranh muốn đẹp nha các bạn nhớ nha, gọi là bức tranh đúng nghĩa thì nó phải có chút buông thả, tức là nó đẹp ở giữa và nó dần ngoài nó nhạt đi. Chúng ta cố gắng vẽ một bức tranh chứ chúng ta không cố gắng photo một bức tranh nhớ nha. Chúng ta đừng có nha, chúng ta đừng có cố gắng photo thành một bức tranh, tức là photo từ bức hình qua bức thành gọi là bức tranh nhé. Tranh nó phải có một chút ảo, tức là nó đẹp nhưng nhìn vào nó phải là bức tranh, chứ đừng có cố gắng mà vẽ ra không biết đâu là tranh đâu là hình thì nó thực ra nó khó vẽ đấy, nó kỹ đấy, nó rất là khó vẽ đấy, nhưng mà nó lại bị cái tình trạng là giống như là nó không có cái chút nghệ thuật nào trong đó nhá. Đấy, cho nên chúng ta phải vẽ giống. Đầu tiên chúng ta phải nhìn cho nó vẽ thật giống, giống mẫu tối đa. Nhưng mà có những cái vùng nó không cần thiết, ví dụ như áo, quần, tóc tai, những bên ngoài nó không quá cần thiết, chúng ta không nên vẽ y chang như mẫu nha. Trong mặt thì chúng ta phải vẽ thật tốt, tại vì mình vẽ ai đó thì mình vẽ nó giống. Nhưng mà còn lại quần áo, tóc tai chúng ta chỉ cần vẽ làm sao nhìn ra. Ví dụ người ta đang mặc một cái áo jean, áo bò đấy, thì chúng ta phải diễn làm sao cho nó là đúng cái chất áo. Hay áo len chúng ta cũng phải diễn ra, hay người ta mặc cái áo gì đó, áo đen nó đỏ gì đó, chúng ta diễn ra cho người ta hiểu là cái mẫu là đang mặc cái áo gì, thế thôi. Không nhất thiết phải đi nó quá kỹ nha, quá kỹ, tại vì cái phần chính là phần khuôn mặt, người ta nhìn khuôn mặt đó. Chúng ta vẽ khuôn mặt nó không giống thì cái tranh nó đẹp hơn mấy nó cũng không ăn thua nha. Hoặc vẽ kỹ quá nhưng mà cái tranh nó bị cứng, nó bị đơ, sắc độ nó không tới, nó có rất là nhiều lý do nha các bạn nha. Rồi sau khi mà đi được như này rồi nha, thì bây giờ lấy sáng các bạn nha. Đây các bạn này, nó sáng này, đó là những cái cục sáng này nha. Đó, chúng ta vẫn tiếp tục lấy cái củ gôm vừa nãy nha, củ gôm. Rồi lấy ra, chỗ này nó hơi nem vào thì chúng ta lấy ra một chút mà ok. Rồi chỗ nào nó sáng lấy ra, lấy từ trên xuống dưới nha. Đó đây nè, đó các bạn thấy nha. Rồi. Đó, cứ mạnh dạn nhắn qua đây cho mình nha, cần cứ nhắn qua đây cho mình. Mình ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Mình dạy quận 2 thành phố Hồ Chí Minh nhé. Chứ mình không ở ngoài Bắc đâu. Các bạn có rất là nhiều bạn nhầm lẫn là thấy mình nói giọng Bắc á, xong là cứ tưởng mình ở ngoài Hà Nội, nhưng mà thực ra không phải. Mình không ở ngoài Hà Nội, mình ở trong Sài Gòn, trong thành phố Hồ Chí Minh nhé. Mình sống ở trong đây cơ. Mình sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là mình dạy ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Cho nên các bạn ở xa thì cũng có thể học từ xa, học online. Còn các bạn ở trong thành phố thì có thể đến trực tiếp gặp mình, học ở tại lớp mình luôn nhé. Đó. Hoặc các bạn không có điều kiện thời gian đi thì các bạn học online. Còn các bạn mà không có điều kiện nữa thì các bạn có thể vào trong Zalo này nhé. À, vào trong cái Facebook, cái kênh của mình nhé. Có nhiều video hướng dẫn lắm, các bạn thoải mái nhé. Đó. Rất nhiều luôn. Đó, bây giờ nó tương đối như vậy là ok nhé. Rồi bây giờ áo thì nó màu gì? Nó màu đen thui rồi các bạn nhìn nhé. Đó, đen thì đi đen thôi. Đó nè, đi đen hơn cái mái tóc các bạn nhìn nhé. Này, đó, nó màu đen nhưng mà nó không phải nó đen bằng cái mái tóc đâu, các bạn đen hơn này. Các bạn nhìn chưa? Đó, đen thui. Đó. Nó có những cái chỗ đen thui nữa thì đi vào cái chỗ đen. Các bạn chú ý cái áo này nha. Đó, đi vào cái chỗ đen này nè. Đó, và các bạn gì là đó, để nó tạo ra cái vết tối sáng nha. Đó, đen đó, cái vết tối sáng. Đơn giản lắm, không khó nha, rất đơn giản đó. Đó, rất là đơn giản đúng không? Đó, các bạn làm nó lên ảo ảo như thế nào ấy, thì các bạn làm mà không làm thì thôi. Sau đó thì các bạn dùng cái bút chì nè, những cái chỗ nào mà nó cảm thấy nó chưa tới, nó lỗi thì các bạn tỉa thêm một chút thôi. Như vậy thì là cái tranh nó sẽ hoàn hảo hơn nha, chứ không cần phải vẽ ít trang cái hình chụp đâu nha. Các bạn vẽ làm sao mà nhìn vào người ta biết đây là cái tranh ấy, nhưng mà nó phải là ạt nha. Người ta biết đây là vẽ nhưng mà nhìn nó phải ạt một chút nha. Đó, thì nó sẽ feel và nó đẹp hơn nha. Không nhất thiết phải vẽ giống cái hình chụp nha. Đó, mẹ mặc dù vẽ giống cái hình chụp thì nó khó đấy, nhưng mà nó cũng không nhất thiết đâu nha. Như vậy thì nó không còn cảm xúc. Cái tranh chân dung là cái gì?
một bức tranh nó phải có cảm xúc, chúng ta cần cảm xúc của một bức tranh, các bạn nhớ nha, các bạn lưu ý là như vậy. Đó. Như vậy là mình đã hoàn thành bài 4/4 trong chuỗi video hướng dẫn các bạn vẽ một chân dung này. Rồi bây giờ các bạn nào chưa được xem các video ban đầu thì 1, 2, 3 các bạn bấm vào kênh của mình và sẽ có video 1, 2, 3 hướng dẫn các bạn, và các bạn học tập từ cái video 1, 2, 3, 4 đến video 4. Nếu như các bạn nào mà cần thiết vẽ thì có thể là liên hệ với mình qua đây để nhắn tin cho mình và nhớ chụp màn hình cho mình, nói rõ là cần xin mẫu thì mình sẽ gửi mẫu để cho các bạn tập vẽ ở nhà nha. Rồi xin chào các bạn. Rồi các bạn, tạm biệt các bạn nha. Các bạn có thể bấm vào kênh đăng ký và mình sẽ dành thời gian ra để mình sẽ làm nhiều các video hướng dẫn vẽ chân dung như thế này để cho các bạn xem nha. Rồi tạm biệt các bạn.